xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Smart TV. Hiện tại Hải đang có mặt tại chợ phiên Lũng Phìn của tỉnh Hà Giang các bạn nhé. Thì đây là một cái chợ phiên của người Mông Trắng các bạn ạ. Đấy. Và mình đang ở phía ngoài cổng chợ, nhưng mà hôm nay là đưa... Xin lỗi các bạn, là ở đây là mỗi hôm mà khi mà có chợ phiên thì nó hơi tắc đường một tí. Đây là bà con bán mít này. Mít này là mang ở dưới xuôi lên ấy, chứ đặc biệt ở trên này thì lại không có mít nhé. Xứ lạnh thì không có mít. Cả nhà thấy chợ phiên thế nào rồi? Đi anh. Chào anh em. Hôm nay là tất cả mọi người đều dậy rất là sớm, nên là ai cũng có vẻ như là vẫn đang ngái ngủ các bạn ạ. Bây giờ là mới có 7 giờ sáng thôi, nhưng mà bà con đã đi chợ từ rất sớm rồi. Có người đang trên đường về rồi. Tráng sĩ này đã mua được cái chảo này, nay nấu thắng cố này. Mình gọi là... Nga Sumo chạy đâu rồi anh nhỉ? Nga đã một phát phi thẳng chợ rồi. Đây là bán hoa quả này. Đây con vitamin go go kia là cũng mang bán đấy các bạn ạ. Get go, get go. Ở cái chợ này mình thích nhất ở cái tỉnh Hà Giang là khi đi cái chợ này này. Đây, đây các bạn nhìn này. Đây, vitamin go go. Con này bao tiền đấy anh ơi? Hả? Làm gì với 5 triệu? À, mông cọc à? Bán làm giống đúng không? 5 triệu. 5 triệu này anh ạ. Đây là hàng mông cọc, hàng này là để làm giống thôi. Đấy. Này mà để ra một con mà chuẩn chuẩn cọc xịn đắt lắm. Con hàng này thì rẻ đúng không? Hàng này thì thôi. giống như là chó mông cọc. Mông cọc của người Mông là đặc biệt lắm. À, Phúc vừa hôm đó anh hỏi chổi này đúng không? Không phải, không phải. Đây, đây là chổi này. Nhưng mà không phải cái chổi nhà em. Chổi này khác. Chổi này chỉ là lúa bình thường thôi, còn nhà em là lúa mạch. Chổi lúa. Đã. Pip pip. Đây là anh em. Đây. Đây là khu vực chợ bán dê. Đấy. Có con dê nào mà bán để làm thịt được không nhỉ các anh em nhỉ? Đâu? Đây con này, con này, con này. Sao con này bụng nó to đấy? Không. Bụng bé đâu. Con này dê nó thành sắp thành cụ rồi đấy. Không. Con kia bao tiền anh? Con kia 6 triệu. Con này 6 triệu á? Vâng. À. Con này 4 triệu. À. Sao lại 6 triệu đắt hơn à? Vì là dê đực à? Con đực mà, con này con cá. Ở đây bán tù mù hay là bán theo bán kiểu như nào? Cơn thì con này thì 100, con kia thì 140. 140 thì cao nhỉ. Thế còn mấy con kia? Mấy con kia. Con kia thờ, con kia của ai đây? Họ mua hết rồi. À, họ mua hết rồi à? Mua hết rồi. Con cái này dê của ai đây? Của dân. Của dân đấy. Con này, con này. Đâu anh Sumo cả anh Phúc đâu, xem mà chọn là bao nhiêu con thì chọn thôi. Chọn thôi. Chọn thôi. Làm đó. Con này đây. Già không? Con này già quá rồi nhỉ. Con này được hai nữa. Con này sắp mừng thọ ăn ơi. Ừ,
Không, không, chưa, chưa. Kìa bên kia kìa, mấy cái dê kìa. Con nào dê thịt đâu? Bán hết rồi, bán hết rồi. Đây này, con này này. Con này bao tiền đấy? Bán rồi, bán rồi. Đấy có đâu, có được đâu? Con đực đen kia. Đâu xem nào? Cha cha lò này. Đi anh ơi, vào đây xem nào. Mua thịt thì con này. Đâu, mua thịt thôi. Không phải mua giống đâu nhá. Con này bé đấy nhỉ? Con này bao tiền? 26 cân. 26 cân là bao tiền? 3 triệu 2. À, con này 3 triệu 2. Mà nhìn nó xeo xeo nhỏ nhỏ nhỉ? Ăn thì loại này mới ngon đúng không? Bao nhiêu mâm? Con. Nga Sumo một con đúng không? Em một con. 5 con. Linh một con là 6 con. Rồi. Con này nữa. 6 con dê. 6 con dê nha cả nhà. Ê bé này dễ thương quá, nhỏ xíu à. Bao nhiêu cân? Bao nhiêu cân? 59 cân đây. 59 cân. 59 cân. Con đầu tiên là 82 à, buộc nó vào đi. Trừ chú này ra. Đây đây, bạn đang tính gì con? Năm giờ lần nữa em cần. Ha. Ô, con 100 kg. 82 5 kg đấy. 5 cân đấy. Em là hơn rồi. Hơn tạ. Con nó 23 cân. Con này 23 cân. Buộc nó sang bên góc bên này luôn đi. Con nào cân rồi thì buộc nó vào. Bé dê đầu tiên là sẽ là 23 kg. Nhưng mà cân à vẫn là một ông à? À. Ông cộng thành 2 tấn rồi kia. 92 cân. 1, 2, 3, 4. 4 con là 92 cân. Ba bốn con được. Ngô này. Tí nữa. Mà chút chứ. 4 con là giá 120 nghìn đúng không? 130 nghìn. Vừa nãy bảo 120. 120 nghìn ông bỏ có cái kia. Đâu, con cái là 90 nghìn. Có cái già kia là 90. Già 90, còn cái con của thằng này thì là 100. Còn ba con kia là 103. Còn một con bé là sau kia là 100 nữa đúng không? Không, có 103 con đấy. 6 triệu 7 vậy là cái chỗ này là 11 triệu là cái cho là thành 12 triệu đi. Là thành 12 triệu cộng 18 triệu. Cộng với lại là 18 triệu 700. Tính kiểu gì đấy? À, 18 triệu. 18 triệu 700. Rồi, tổng là 18 triệu 700. Đây, nói đùa chứ. Đây, đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18. I, au, pe, plau. Cái gì đấy nhỉ? Chi, chầu, cầu, bạn. Này, đây. Được chưa? Ok nhá. Rồi. À, khi mà đối với người Mông ấy, bắt tay phát như này, anh không cần đưa tiền, anh chỉ cần bắt tay phát này là coi như là chốt rồi. Bắt tay mừng quá này. Giao dịch thành công. Chốt. Đây bắt tay với anh này một cái nữa. Này. Chốt nha. Đây nữa. Đây nữa. Để em xin số anh, nhưng mà ai sẽ chở dê ra? Anh đúng không? Đây anh. Đứng đây. Anh ơi, nhìn qua máy hẳn. Ôi giời, có mấy con dê này nó cứ đòi đóng gạch khổ thế chứ đi. Lao, đứng ở đây. Anh ơi, nhìn kia. Máy hẳn nè, đòi tới máy của anh. Đây này, đây bên này là bò này. Ở khu bên này anh không bao giờ nhìn thấy trâu. Ở đây chỉ toàn bò thôi. Hả? Hello em. Anh em lấy được bò không phanh luôn. Hai tay hai con lợn. Bò lợn này mà rất là đi rất khó, nhưng mà chỉ có sách thôi. Đi anh ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
À, chào. À, ok. Đây là cái chợ của người Mông trắng các bạn. Hey, Jay. À, hello. Đi đi, vào trước đi, vào trước đi. Anh em đang chở dê vào đấy. Anh thấy người dân ở đây nhiệt tình không? Anh à, bán xong phát còn chở giúp mình luôn. Thế chút nữa mình vô bản đi bằng được. Vô tô. Này. Đấy bà con này. Bán lợn. Đấy bò nhá. Ủa con bò này nó đang rơi nước mắt này. Đây là măng. Đấy, rất nhiều măng, măng chua này. Rồi là các loại hoa quả. Chó giống đấy. Ở đây là cứ có cái gì, người dân có cái gì là mang đây bán. Đấy, mua quản đấy, thích lắm. Là ba thứ, mà ba thứ thì chỉ có 10.000 thôi. Ba khẩu trang. À, hello em. Ở đây ngoài người Mông ra còn có cả người Dao. Vâng, chào các chị nhá. Rồi, chào các chị. Đã. Mấy em đi trước đi nhá, vào trước đi. Con này nó chở bắt ba con luôn. Ba con, hai con, năm con, sáu con tất cả các bạn ạ. Chưa? Chưa. À. Chào anh nhá. Là bán mấy cái dụng cụ. À, kem thưa ngon thế nhỉ. Chào anh. Miễn phí à? Ăn đi, ăn đi. Cái này là để thái cỏ, cắt cỏ. Lâu lắm mà không đi vào khu chợ này. Đấy, cái này cái chậu là cho bò ăn này này. Mua bao tiền cái này đây anh? Bao tiền? 100.000 à? À, cái này về cho bò ăn cỏ đúng không? À. Đấy, chậu bằng lốp. Ở trên này là mọi người khéo không? Tái chế luôn cái chậu. Hành lốp luôn. Ờ, chào em. Hello. Chợ này to lắm, quá lớn luôn.
Hôm nay chợ lùng phình, ngày mai chợ gì chị nhỉ? Mai chợ xí lùng. Xí lùng à? À. Này muốn hỏi mấy cái lịch chợ phiên này, là phải hỏi mấy cái chị đi chợ. Ủa, em gái xinh thế. Chào em nhá. Rồi. Em là người Mông gì nhỉ? Mông trắng à? Ở đây là người Mông đỏ, Mông trắng, Mông hoa, Mông đen. Đây là cái tay này, cái này là để làm vải quần áo này, đúng không? À. Đây là hai cô chú đây, con gái cô chú à? Con gái à? À không biết tiếng, không biết tiếng Kinh đây. Cười này. Còn mấy cái giày kìa. Giày kia là bán giày, là giày cho người chết. Giày đeo cho người chết. Đây cô này là người giấy à? Người giấy. Người giấy đúng không? Đấy. Người giấy đây, người dao này. Người dao là anh nhìn thấy người dao chưa? Chán kìa, chán là sâu phía trong à. Giống như ở quân nhà Mạn Thanh ấy. Đấy. Rồi lông mày hai bên mai cạo hết. Có cái, nói chung là đại ý là có cái lông nào cạo hết. Dạ, chào cô. Đây là khu vực chợ ẩm thực này. Ở đây mọi người ăn mì tôm trứng à, tí vào đây để thử thách nga sumo ấy, ăn mì tôm trứng hơn được bao nhiêu mát. Ở đây mọi người không có nhiều thịt đâu. Đây anh ơi, này phải đưa anh Phúc với chị Thảo vào khu vực này. Phở ở đây chỉ có 5.000 đến 10.000 mát, không có thịt đâu. Vâng, khu vực dưới này là chợ bò. Này, khu vực phía ngoài này là chợ bò này, còn phía trong này là chợ lợn. Vâng. Siêu thị mặt đất. Còn khu vực bên này này, khu vực bên kia là bán thịt lợn nè. À, đây là bọn bên này, đây là khu vực uống rượu sách. Đây là rượu không có mồi rồi nhỉ. Đi, anh đi ra đây. Đây, ở đây là ăn mì tôm mà không có người lái đâu này này. Chào chị nhá. Hai đứa này ăn không có tí thịt nào à? À, không có tiền đâu à? Thế thì cho mỗi đứa 20.000 tiền thịt đi. Chị ơi, chia cho ba nó nữa, ba nó cũng không có thịt được. À, ba đứa này, ba đứa này anh ơi, chị ơi cho 60.000 tiền thịt đi. Đấy mà ở đây mà mì tôm có gì được không người lái này. Đi sang bên khu À, ăn không thôi. Ơi à. Ở đây ăn no bụng thôi chứ không ngon. Chào bà nhá. Chào tráng sĩ. Ơi em chào anh nhá, anh phải là anh Hải Smart TV không ạ? À đây chú phải là Mập Phút không nhỉ? Dạ dạ. Hình như là hôm qua là thằng Mập Phút, bây giờ chuyển đến Mập Phút rồi đúng không? Dạ dạ, à, dạ. 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 Hôm nay rất là hân hạnh được gặp anh Hải Smart TV. Ở đây uống thì không trừ phụ nữ hay đàn ông đâu mà cứ quật hết. Chào ở nhà nhá. Trước khi mời tất cả anh em thưởng thức em món rồi, em ngon ở chợ rồi. Phiên thì đây là chẩm chéo Sapa TV đang bán là 100.000 một lọ nhá.
Đấy, anh em nhớ ủng hộ Hải để Hải có thêm kinh phí để không người vợ nó không cho đi đâu. Quảng cáo cho vợ nó bắt ở nhà đấy. Rất là thơm luôn. Giờ sẽ pha chẩm chéo. Từ đây đủ chưa? Đủ rồi. Cay lắm. Ốc này. Mập mấy ra dạng này ra mà này nhìn món chẩm chéo. Dạ, nhìn luôn anh. À, đôi lúc không có ốc heo á, em cũng dẫn cho chẩm chéo vô nước mắm em ăn luôn. Ờ. Anh hay ăn chẩm chéo nước mắm mà. Lã cũng được luôn. Căng tắc. Nước chấm thần thánh. Nước chấm thần thánh. Anh em mà cứ lấy mua chẩm chéo nước chấm thần thánh, lấy mật khẩu là Nắng Cao Nguyên thì mua 3 lọ tặng 1 lọ nhá. Cái này là chỉ anh em mua online mới được tặng thôi, còn đến cửa hàng nhà mình mà muốn mua muốn tặng là không được tặng đâu, nó trước đấy nhá. Liên hệ qua số điện thoại gì anh? 0974 686 389. Đúng không? Đúng không? Hải đang nghiên cứu ốc heo sấy nữa nha cả nhà. Bán kẹt với chấm chéo. Nhìn mặt ốc đẹp rồi. Ôi. Ngon quá anh ạ. Này, bây giờ bát này mà chan cơm nóng thì em nói với anh chấm hết luôn này. Đây, mời anh em nhá. Đây, mỗi anh em mình làm chùy nhỉ. Đây, mời Mập Phút. Phải cho nước. À, cho cái ấy mà. Quấn cái giấy vào đầu này này. Có giấy ăn đây không nhỉ? Chị Huệ cho anh thêm ít giấy chị Huệ. Cái tô kìa. Xin cái tô đi, đúng rồi, lấy cái tô đi. Cho bà cái tô đi. Mỗi người cái tô để lỡ. Cho em mỗi người cái tô đi. Đây anh Hải. Nước. Đây cái nhà, bên cái nhà bên Nắng Cao Nguyên. Đem lên. Một phút với lại bên anh Hải Xoa TV nha. Thì em xin em xin bát đi. Mời anh An chợ Phương Tây Bắc nha. Ê, Nắng Cao Nguyên đây, chiến em đó đi. Em xin. Cái quả này hơi được ý tưởng đấy nhá. Đó. Hôm nay là đầu tiên mình được quả nửa quả đầu thế này. Thế này. Thế này. Mời Tráng Sĩ. Báo cáo với cái nhà luôn là hồi nãy em có ăn 3 gói rưỡi mì. 3 gói rưỡi mì rồi. 3 gói rưỡi mì tôm. Trong khi chờ đợi. Ở bên đây. Anh em đây luôn. Trong khi chờ đợi nó đã chơi 3 gói mì. Rồi chú ra đoàn trước đi. Đây, chỗ này. Ôi. Đúng là vô chợ phiên ăn. Nó sẽ cảm giác khác chứ. Đây, mời cả nhà nha. Đấy, đúng ý luôn. Nó nhỏ nhỏ này, đẹp. Hết đây. Hả? Hết đây. Ngá luôn cả xương à? Răng rồi này nó khỏe, nó làm phát này. Chơi luôn cả miếng xương luôn. Bây giờ nó ra, bữa nó ra. Nhờ một tí đấy. Đó, quấn. Đây, mình thử các bạn nhé. Nắng Cao Nguyên ra đòn đây nè. Cầm cái quả này ăn. Cứng rồi. Rồi, có đâu... đâu ba anh em mình ra đòn đi nhỉ? Anh em. Anh em, bốn anh em mình nào. Chào. Chào anh em gặp gì. Yo. À, lại ăn mảnh đấy. Vô cùng luôn. Vào vô. Nào. Yo. 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 Đây. 1 2 3. Yo. Mời gia đình nha. Mời anh ba, mời anh Hải. Ôi trời ơi, nó cuộc đời thăng hoa đấy. Cái lợn này là lợn Bắc. Đấy, lợn đen của bà con nên là cái thịt rất là ngọt. 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 Rất thịt. Ăn mà. Đấy. Cái đó là gì ạ? Cái đấy là hàm ếch. Ồ. Đúng sướng luôn. Ăn miếng của con quá chịu đầy.
ăn cẩn thận ra ngoài kia miếng nó phải hạnh phúc ở trong miệng sướng cái mồm này. Ủa nhưng mà ngon quá anh em ạ. Được cái là bà chủ quán ở đây bà ấy luộc cái này thôi, bà cho vào cái nước phở ấy. Nên là anh Phúc với lại anh Phương cảm nhận sao? Anh Phúc đang giờ đang Phúc đang tận hưởng rồi, đói bụng quá rồi. Anh không không biết nói gì nữa. Không nói nên lời. Đâu cái ga đòn đi anh. Ga đòn. Rồi cả nhà. Chọn đúng miếng dai à? Ừ. Con lợn của em ấy nó mọc nanh rồi đấy. Mời anh em nha. Lấy cho em mà. Sao mình không bê được ta? Ngon quá. Các táng sĩ ơi, cho chú nhờ tí, chú quay phim một tí nhá. Trật tự tí nhá. Đây, bên này này, bên này. Xem, ăn này đang tưởng tượng xem trên clip có tội chú Quốc hay ăn đầu dê hầm đấy nhỉ? Chú sẽ, đấy là Mông Cổ. Đúng rồi đấy. Nhưng mà nhờ em chủ quán này, em ơi. Em có thể hứa cái này theo cho bác anh được không? Thì cái này là anh em phải cắt ra để... Không ạ. Tình trạng là không đồng đều. Tí nội bộ mất đoàn kết là thôi chết. Bây giờ gần 10 giờ. Thì nữa là không thấy đâu. Ra cầm máy quay này em cũng thèm lắm rồi anh ạ. Em chỉ phép làm cái phúc nhỏ nhỏ này. Trời ơi, bác đói lắm rồi. Đây. Ui, nó thơm. Nhầm. Cái chấm vô chấm chéo thôi mà. Cái này là pha này là gan chả gan. Cứ cẩn thận em ạ. Đó. Con nào cũng vậy. Ông mời bọn con chơi. Con anh nó răng trắng không? Con anh nó bọc răng sứ. Còn con em là răng tự nhiên. Hôm nay là em cũng vui lắm vì lần đầu tiên em làm cameraman cho Mộc Phúc. Hy vọng là hay là hy vọng là khán giả của Mộc Phúc sẽ ủng hộ anh em. Dạ. Cả nhà ơi, ủng hộ không những ủng hộ nhưng mà cũng phải kéo qua kênh Chợ Phiên Tây Bắc cho anh An một sub nha cả nhà. Vì quá cống hiến rồi. Cảm ơn em. Ê, quên nữa, kéo qua Hải Sa Pa TV một sub nha cả nhà. Như Nga Sumo. Kênh em nhỏ mà em hay em thấy cái kênh đó. Anh Long Hải của em. Dạ. Quá tuyệt vời. Em mình nó dai quá thôi em ạ. Sao em ăn từ từ được? Hả? Em ăn từ từ được không sao? À. Thịt nó ngọt. Đây. Các em ăn nóng chơi này này, cái này nó mềm mà ngon này. Dạ. Mềm mà kho được đây này. Chế nào. Dạ. Đúng không? Ừ. Mềm hơn không? Dạ. Cái này cứng. Mắc cả hôm nay thấy thế nào? Không nói nên lời. Chưa nói được. Ui, này. Rồi. Đi. Mềm hơn không? Mềm hơn nhiều. À, nhiều thịt lắm cái này. Cái này mới ngon nè. Cái nhạc miếng nha. Em ơi cho anh một tí nước dùng phở vào đây nè em. Miếng này ngọt lắm ạ. Cái này mới ngon. Ngon đúng không? Dạ. Miếng vừa nãy là nó hơi quá lực với em. Nhiều khi là răng mọi người không quen, lợn thì lợn trên bản nhưng mà nó... Dạ. Nhưng mà để mà nói thôi. Cái thịt má lợn nó là một đặc cấp á. Má lợn đen. Cái này ở đây có mắt không anh?
Nó có đắt không? 200.000 một cái. 200.000 một cái. Một cái đầu luôn đấy. Một đầu à? Ừ. Mời về. Anh nghĩ là anh tặng bập cái này này. À, chấm ngập mồm. À. Đấy cái má. Này chắc là không sướng đâu nhỉ. Ăn cá Hồng Phát làm về Sài Gòn luôn nhá. Ra đón đi. Mời hẹn nhà nhá. Ôi giời ơi. À, giới thiệu với chú vừa, con lợn này là nó sắp mừng thọ, nó biết nói rồi. Nó biết nói. Đây 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 đây, anh nói mới để ý nha. Nói có thách mách có chú. Con này nó sắp biết nói rồi mà. Nó gọi là sợ anh mập lên. Này này nó sắn vô tay em nè. Đấy. Ác thế được con nanh luôn. Cái cắn phải dùng. Nổi trong thanh hầu nữa. Nhưng mà ngọt. Ngon lắm. Không thích. Heo ngon luôn. Chào á. Nó ra cái mồm. Ở nhà dùng cái món này đi. Lưỡi này. Mình xin phép mà làm nướng. Nằm lưỡi ok không? Ờ. Thấy lần này. Giòn không? Đấy. Mắt kìa. Chơi luôn cái mắt luôn. Mắt này là mắt này phải không? À. Chơi thêm nó. Nhặt luôn cái mắt. Ăn trong này có cái mắt nè. Ăn lên. Ăn thường mà phát về. Ôi. Ôi, có mắt. Đúng rồi, nhìn đầu lông hành với em này, mình lại nhớ đến Võ Tòng. Võ Tòng trong bộ phim Đất Phương Nam ấy. Dạ, đúng rồi. Đấy. Má kìa, ngon. Lưỡi thì giòn mà má thì đúng là thơm. Chú có làm được mắt không? Anh thì anh không ăn được mắt. Mà người ta bảo ăn mắt là bổ mắt đấy. Em bắt được cục thịt nữa. Rồi. Xin phép cả nhà là... Đây là xin phép cả nhà mời em Mập Food. Đấy, đây là con mắt này. Con mắt này đang nhìn em này. Em mà ăn con mắt này là em nhìn tới spa luôn á. À. Ok không? Một. Đang em buồn quá. Nhưng Nga thì Nga cũng có đi chợ phiên cùng anh em mình rồi. Dạ. Đấy, thì là Nga cũng có được cảm nhận những cái gọi là hương vị của chợ phiên rồi. Nhưng mà Mập thì lần này là lần đầu tiên. Lần đầu tiên á. Đi chợ phiên với lại anh em mình. Dạ. Thì cái cảm nhận của em như thế nào? Cái đầu tiên em thấy là ở đây á, là người đồng bào ở đây là có cái gì đó, mình đem chợ phiên mình bán cái đó. Nó sẽ gần gũi, nó sẽ với lại á, nó là chợ rất là đông luôn. So với ở xuôi tụi em á, thì kiểu như là ở đó nó sẽ họp chợ mỗi ngày á, nó sẽ không đông như ở đây. Dạ, vô đây thì cảnh rất là đông đúc. Tuần một lần. Rồi. Ở đây một tuần thì một lần. À dạ, đó. Rồi thêm cái... em nghĩ cái chợ phiên á, thì khi mà em chưa biết bước chân ra Bắc á, thì em nghĩ là sẽ có những hệ có và những hệ không có. Nhưng mà khi mà ra đây em thấy cũng đầy đủ. Lưỡi ngon. Nói chung là... Dạ. Lưỡi ngon. Giòn á, ăn được lưỡi không? Quá tuyệt vời. Phải quay lại vài lần nữa. Cố gắng. Đây mới chỉ là một trong những cái chợ phiên thôi, còn chứ còn nhiều lắm. Dạ. Còn rất nhiều chợ phiên. Dạ. Một tuần thì có các ngày ấy, đều có những chợ phiên ở nhiều nơi khác nhau. Mà như ở Hà Giang này nó sẽ họp theo kiểu ngày lùi, họp theo ngày con vật ấy. Đấy. Anh chăm sóc anh chỉ thế. Mấy khi thằng em nó chợ phiên nha. Xoài khó hay sao chứ? Không phải anh ạ, mấy khi nó đi chợ phiên nên phải cho em ăn chút nào. Còn anh Phúc nữa, anh Phúc với anh Phương nữa.
lần đầu tiên đi chợ phiên thì các anh cảm nhận như thế nào? Nói cho khán giả một phút biết. Cảm giác như không khí nó nhộn nhịp như ngày Tết đó với mình vậy đó nha. Đúng rồi. Như miền Nam Tết nó mới đông cái này bình thường. Khách cũng lai dai lai dai. Mà đặc biệt cái là nó khác ở dưới miền xuôi của tụi em là ở dưới thì mình không có bán bò, bán heo, bán dê nguyên con và mình xẻ ra thôi. Còn ở đây là mình chứng kiến được cái cảnh là có những cái con đó mà mình có thể mua về nguyên con mình để tiệc hoặc là gì đó. Nó lạ hơn. Nắp được. Hết rồi nha. Thầy cô lên. Long Anh của em ai? Chiến được không? No chưa? Anh em không về. Anh làm miếng này ngon này. Nhưng khi đơn giản là họ mang một con lợn cắt nách ra. Đấy, sau đó là đưa con ra chợ chơi và ăn bát phở xong về. Anh Phúc rồi thấy ngon quá, không nói được nên lời. Đang ăn là bắt nói. Nhưng mà lên góc mà thấy mồ. Đây, mời vị huynh này. Rồi, cảm ơn em, mời cả nhà. Camera bên cho anh em gặp thứ thiệt không ha? Đang lên dốc á, thở hổn hển hển, nó kêu anh ơi cảnh này đẹp nè, nói đi anh. Anh Phúc kêu, ủa mệt muốn chết mà kêu nó nói gì ra ơi được. Còn hôm nay đang ăn thì kêu anh phát biểu đi. Đồng ý anh là dạ. Anh Phúc lần đầu tiên đi chợ phiên và được ăn những cái món ăn ở chợ phiên này, anh ăn ngon quá nên anh không nói nên lời. Không phải là anh đi mệt mà nói lời. Dạ. Ở nhà biết giờ nhìn đồng hồ chính xác là gần 10 giờ rồi. Nhưng mà em nhìn đồng hồ đó em đói hơn chứ không thấy giờ. Anh muốn cái chậm kéo mình lên đẳng cấp khác không? Ừ. Dạ. Thì mình đeo cái đồng hồ lên cái loại chậm chéo này là giá trị nó tăng lên rất là nhiều luôn. Không biết là mình bán bao nhiêu triệu loại chậm chéo nữa. Bao nhiêu tỷ loại đâu. Nóng à. Đây đây có cái này sẽ ăn được. Anh ơi, em mời anh cái này này. Cái này là đỉnh của đỉnh luôn này. Này. Anh ơi, à đây có con mắt đấy. Rất ngon nha. Này đang kiếm con đó. Đây đây, anh ơi, con này nó đủ bộ bộ tất luôn. Chơi hết luôn. Đặc biệt là anh Hải Soa TV thì mình mới có dịp mà mình đặt chân tới cái chợ Lùng Phiền. Cảm ơn anh. Dạ, thì cũng cảm ơn hai anh để làm cầu nối cho anh em. Anh lấy con ngà sumo đi, em không ăn mắt. Không ăn mắt. Dạ, em ba ăn hai con ơi. Ừ, ăn con. Em mời gia đình nha. Ông chế thật nè. Dạ. Cái giống này là ăn nó phải là chân tay mồm miệng nó phải lấm la lấm lem này nó mới chuẩn anh ạ. Chứ còn chất trở phiền anh ạ. Rồi. Miếng này em không ngon nữa thì đây vừa lấy cho mập rồi bây giờ lấy cho em gái này. Ra đòn đi. Ngọt không? Ngọt. Quá đã. Nào về Mỹ nếu mà thèm quá thì bảo anh để anh ship sang cho nhá. Dạ. Đúng rồi. Cái lưỡi cũng giòn lắm ha. Anh à, cái lưỡi nó rất là giòn. Anh ăn lưỡi không? Em đút. Có, anh ăn đi. Này cắm rồi. Ừ, ngon. Hương vị nó ngon quá. Ngon. Ngon lắm. Đấy, ở đây ngập mồm luôn đấy. Đây, ăn không ra nào. Đã rồi. Cái lưỡi vẫn ăn ngọt, không có mỡ. Mà giòn. Ăn luôn nãy giờ ăn lưỡi chưa? Rồi. À, trước cứ ăn thử miếng. Phúc giờ anh đang ướt được cái má nó giờ lên. Đây Phúc, ở bên em nè. Sao anh tính sợ? Để chút vô ăn tiết canh với em nha. Nãy em đang chưa. Anh em mình còn 6 con dê. Nhưng mà mật báo về là mổ chắc là mổ 4 con thôi. Đúng không em?
Bởi vì là hai con là nó đang có em bé nên là mình sẽ kiếm cái nhà nào nghèo nhất ở bản ấy, anh em mình tặng người ta. Dạ. Đỡ mổ nó phí đó. Đúng hai về cái luôn. Dạ. Cái đó là con 4 con kia 4 xin được. Đúng rồi. Thế hôm nay đi mua ở May cũng hai con mà. Vậy là tính ra là mình đời. Mình mua vậy là à, tậu trâu được luôn nghe. Mập. Nhưng mà thật sự em nghĩ là đó cũng là một cái cơ duyên á, nó ý nghĩa hơn á trên. À, mời cháu xíu. Nắng ra nguyên đâu rồi? Nướng ra nguyên đâu? Đây. Chị đem đó. Anh Phúc à, có duyên với dắt nhỏ đi cái nhỏ có bầu. Không phải nhưng mà mấy con đấy manh động anh ạ, cứ nhảy bùm 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 nó bảo sao không có bầu mới phí. À, anh ra rồi mời cả nhà. Anh Võ Tòng. Em kêu quá sao mà cái con dê này nó đã là cụ rồi mà mấy con kia không tha nữa ta. Ai ngờ nó là em mời gia đình. Ông thời gian John ơi, sao lại không ngon lắm đây. Cái này nghệ lắm à, cái nhà John thật đấy. Còn cái nào không? Đúng không? Em nấu gà anh nấu lên một xíu nữa à, hai anh em mình ăn thịt thôi. Cái này là người ta luộc hả anh? Luộc trong vỏ luôn hả? À, luộc trong nước dùng ấy. À. Nhưng mà luộc chín tới thôi. Vậy cơ bản là cái lợn ở trên này ấy, là lợn bà con nó thơm ngon lắm các bạn ạ. Không có mùi. Dạ. Ồ, cho nhìn. Thôi được rồi. Chú ra đòn đi. Nga tí nữa anh bố trí cái khác. À, mình thích lắm, lên đây ăn thịt sướng. Rồi anh em mình ăn xong này mà anh em còn ăn thêm được gì không? Dạ được rồi. Dành vào ăn với bà con này. Dạ. Rồi bây giờ anh em mình sẽ tiếp tục lên bảng để xem là bà con thì đang chế biến món bên thắng cô dê đến đâu. Mọi người thì ăn xong hết rồi, không ai chơi được nữa. Nhưng mà Hải thì thực ra là mình thì vẫn đói các bạn ạ. Rồi anh em nhé. Giòn lắm. Bây giờ mình sẽ vô trong khu vực ăn sáng. Dạ bác thì tôm anh. À. Ở trên cái chợ Lùng Phình này có cái món bì tôm ở phở heo quay rất là ngon này. Em thấy là có cả ớt điện thoại nè. Đó rồi từ trang điểm rồi mua 3 cái 10 ngàn gì. Giống như là làm không có nữa. Sài Gòn có mấy cái chợ người ta cũng mặc. Hôm qua em à, ví dụ như là người màu trắng thì mặc đồ như thế nào? Mì này loại mì gì em? À. Hảo Hảo á, sao ít thế nhỉ? Đây là đồ của người Mông Trắng em hả? Thôi. Đây là Mông Trắng á, chị ở Trắng này đúng không? Ờ, đã ăn mồm. Bây giờ là cấm búc rồi. Bây giờ lên mạng xem bà con chế biến là dê dê cái nào. Anh em mình lúc đến đây thì chợ rất là đông. À, bây giờ thì anh em xong khi anh em ăn xong các bạn biết chợ bây giờ bằng tay không còn ai. Cái chợ này nếu mà để đi anh em vừa mới di chuyển từ ngoài chợ vào. Bây giờ đi xuống cái nhà hội trường kiểu dạng nhà văn hóa ở đây các bạn ạ, để chế biến dê. Bé. Bé.
Ơ, ngã sumo đâu? Chỉ đường cho em nó. Hay là đang bấm tiếp canh nữa lên đi chứ anh. Để ngủ rồi con. Chào anh em nhá. À, chỗ này mát đấy anh nhở? Hơn hôm qua. Này được của nó đấy. Chào anh nghe trưởng thôn nhá. Vất vả các anh quá. Vâng. À thế ạ. Đây là món gì đây? Đây là canh đắng. À. Lòng đắng. Canh lòng đấy. Lòng đắng, lòng đắng. Anh Phúc ơi. Đây này. Cái món mà anh đang ấy đây, đây là món canh đắng đây. Nguyên hoa luôn nhá. Cái này là chưa chọc ra đúng không? Chưa anh ạ. Chưa phải phải thái ra mới được nhỉ. Người ta đang đây là canh pịa đây. Hay gọi. Không, cái lòng của nó như thế đấy. Cái lòng này là đan. Mình đan à? Ừ, đan. Món này có gì ạ? Đây là món thắng cố dê đây. Thơm ngay nhờ. Đấy. Hôm nay có chế biến được nhiều món không anh trưởng thôn? À, thắng cố, canh đắng, tiết canh đúng không? Vớt bọt ra không em? Hả? Vớt bọt ra. Vớt cái bỏ cái bọt đi. Đây là, đây là nấu thắng cố. Thắng cố dê. Linh. Bắt đầu ăn mới đã đấy nhỉ. Mà ở trên này mọi người thấy không? Đánh tiếng Anh rất là đặc biệt luôn. Đổ nước sôi vào luôn à. Bởi vì là cái nhân nó nóng đúng không? Đổ nước sôi vào cho nó nguội đi. Đánh điện nhanh. Ừ. Đấy mà dưới xuôi mà khi nào mà nhân mà nóng hoặc các ông muốn đánh nhanh thì phải đánh kiểu như này. Được bao nhiêu bát? 10 bát à? Trên này thì ăn rất nhiều mì chính nhé. Bổ sung thêm nước. Không có đủ bát à? À, đang lấy đúng không? Xem tiếp được không? Hay là tí đánh xong phát đây. Giờ tỷ lệ như nào đấy? Ừ. Đầy quá. Ủa, cái này thì ịn, thế này thì đầy quá đấy. Cái này là anh em đánh này không có tỷ lệ gì cả, mà sẽ test thử xem là mặn nhạt thế nào đúng không? Thấy vừa miệng là vừa. Thành đây nhất chứ. Nhiều nước quá. Ok chưa? Thổi thế nữa. À, rồi. Một bát tiết canh này nó phải bằng 5 bát kia đấy nhỉ?
hôm nay cho mọi người thưởng thức mèn mén vùng cao. Mập làm một cái riêng mập mà ăn hết một bát mèn mén này là đỉnh luôn đấy. Mập làm không em ăn thì được nhưng mà nó ngán thôi. Không ngán, ngon mà. Chan nước thắng cố vô là ăn thôi. Thắng cố vào là ăn thì nhấc người luôn. Được không? Mấy anh có vẻ ấy em quá. Chơi em là ngõ hẹp quá, mới ăn cái bài kia mấy cái má heo. Cái giò thêm 3 gói rưỡi mì vô đây kêu ăn một tô nè mà mèn mén nữa. Anh ăn một tô thoải mái mà, anh chừa thứ khả năng ăn được luôn. Dạ thì em biết mà. Ăn này ngon, nhá nó bùi nhỉ. Cái mùi vị của cái ốc đậu cái mèn mén này ấy, thì là nó quen thuộc với anh rồi. Dạ. Nên anh rất là mà em ăn nó mùi. Tí chút nữa mà nắng này theo đâu đâu có cái cố vô. Có mình đổ sang nước thắng cố vào chứ, ngon mà. Ý là anh thấy mẹ mặn múc ở ngoài chợ phiên em mặn nó có gì không? Ốc đậu. Hôm nay gấp quá không có thời gian để làm ốc đậu được. Hình như là ốc đậu nó kỳ công hơn đúng không anh? Ốc đậu làm kỳ công hơn nhiều. Đậu chúa. Ở trên đây gọi là đậu chúa nhưng bên Tây Bắc thì gọi ốc đậu. Đâu đi ra thử muối mì cá thế nào? Đâu. Bạn Hải đưa lên mì. Trưởng thôn này, tình hình này. À, mọi người mới cho tiết vào đây này, đúng không? Đã chín chưa vậy trưởng thôn này? À, thử muối mì tí được chưa? Này, anh ơi. Ui, mềm lắm rồi. Mà hơi ngạt. Anh ơi, làm tí đi. Nhưng mà Mạnh ơi, ra đây thử miếng mì tí đi, nóng lắm. Một phát là thả luôn mồm. Mời cái nhà. Đây, em đọc gáp nó chạy. Thắng cố ngựa AC. Này. Đấy. Miếng này. Đây. Đó. Chưa cho muối à? Ô. Cả nhà nhá. Vậy là mình đâu muối được. Ăn mềm thịt mềm mà. Đây bây giờ bắt đầu mới cho muối. Đấy anh em biết lý do tại sao mà anh em tôi gọi từ là thử muối mì chứ, bọn tôi thử xem nó gia vị như thế nào. Cho hết đi. Dê nó nhanh chín rồi mà. Anh à. Muốn mì lại thử nữa lần nữa. Anh thử xem mà vừa cho ta vị vào nó vừa chưa. Nhưng mà lòng á là mấy anh đem đi nấu canh nắng lên anh. Hãy lòng mấy anh đem nấu canh nắng lên anh. À. Đây béo này. Không cần cái miếng thịt thôi, nó sụn mà. Thế là không có gì. Không có gì thay đổi. Đây, chú chơi đi, cái này nằm đây. Anh ơi. Cho thêm ít muối nữa đi. Nhạt lắm. Đấy cho hết được đi. Người này, người mình bây giờ ấy, bao nhiêu gu xì mới chấn heo thứ là không thấy đâu. Toàn là mùi dê. Đâu Long Khánh của em đâu vào đây thế nào. Thử muối mì đi. Đây. Cả nhà nhá. Võ Tòng. Vừa chưa anh? Anh xem là vừa chưa anh em vừa chưa? Anh lại thêm tí muối nữa bọn em thử lại phát. Nhạt đúng không? Nhạt. Chút
À, đây là tranh thủ giới thiệu giúp vợ. Đấy, vợ bán hàng không phải vợ không cho đi đâu. Thì nhà mình chuyên bán cái nước chấm thần thánh này nhá, hay gọi là chẩm chéo, đặc sản là Tây Bắc. Chẩm chéo thì pha thì mới óc dê này thì chấm hết luôn. Đây. Này là pha phát hết lọ luôn. Để mời tất cả bà con hôm nay là ăn. Đấy, anh đảo đều lên. Thơm lắm. Anh em là ở trên mạng là thường thường hay chỉ nhìn thấy những cái video mình giới thiệu chẩm chéo thôi, nhưng mà hôm nay là đến tận nơi để pha để làm mời bà con. Đâu rồi? Đây vào. Anh em đã thử chẩm chéo này bao giờ chưa? À. Đấy. Đảo đều nữa lên, cho thêm đầy vào. Thêm 2-3 muôi nước nữa vào. Đây là chẩm chéo, nước chấm thần thánh. Vâng, nước chấm thần thánh. Nhìn nó hấp dẫn nhỉ? Đấy. Tiếp đi. Rồi, cho hết vào. Đâu xem nào. Thử xem. Anh em cho gia vị ở đây vừa chưa? Vừa rồi. À vừa. Ôi cái này còn nguyên bộ gan à? Quên chưa thái này. Đây. Đấy. Cái mặt nữa kìa. Mỡ vỡ mặt ở đây là hỏng hình luôn đấy. Này. Đang rất là nóng nhá. Xin phép vào nhà. Mình thử tí nước chấm thần thánh đây anh ạ. Đấy nha, mời cả nhà nhá. Thôi, đúng là anh tôi. Ê, cái bên kia. Đó. Ê. Ô, đóng rồi. Ok đấy. À, vị huynh đài có làm miếng không? Chắc cho anh. Mềm lắm cả nhà. Này là có sụn đây này. Nó chưa ngấm. Mời cả nhà. Ok lắm rồi đấy. Đâu rồi, đưa mua đem múc cho. Múc vào chậu hả anh? Cứ mỗi một bàn một chậu à? Đúng rồi. Bao nhiêu chậu nhỉ? Em ơi ra đi. Ok đây, để tí mình múc cho. Nếu bạn hàng hôm nay là nhìn đúng gọi là mắt tự check đấy. Đừng có đồ à. Bà con mình xong là cho cái lá gì đấy à? Lá. Cái này tiếng kinh. À, cái loại ăn tê tê gì? Lá tiếng kinh. Lá ha ha, lá này là mắc khén. Phải không? À, hạt tiêu rừng cái giá mà cái hột nó hơi tê tê mồm đấy đúng không? Đúng rồi. Ngon lắm ấy. Không cần cho nhiều gia vị. Cho cái này đúng không phải nấu đúng chuẩn. Nấu ở đâu là mình phải nấu theo đúng kiểu bà con ở đấy hiểu không? Ở đâu à? Bà con mình lên đông dần đấy. Còn mọi người gọi bà con lên hết đi. Chủ thốt gọi rồi. Mọi người gọi đi bể ngô ấy một số. À, bể ngô với lại bể đi chợ chứ về. Ai đến sau thì ăn sau. Rồi, ra đòn đi. Bà con là thiếu canh đúng không? Ô chị làm cho mày lâu chưa? Dạ. Sa sẻ mỗi người chút đi quá rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Như cái canh đắng này mình cho lá đắng à? Hay là để... Vẫn. Cái lòng ấy. À, lòng nó đã đắng xuống rồi. Cái này được chưa? Rồi. Đây. Mập một nước. Có tìm chưa thải nữa kìa. Này. Ai muốn bị trái tim nè. Đây mấy cái chậu này. Chậu tại con dê này á, nó tầm 2 chục ký không đủ. Vâng, cứ mua hết thằng cái này đã. Mà có ai chạy lên gọi Nga Sumo cái. Cảm ơn. Ăn càng nhiều tụi em càng vui. Nên đứng đây múc tới chiều cũng được. Phải không? Chứ phải đứng ở đây múc rồi ra ở trong chổng ở đây. Quay đi quay lại. Các cô chú phải giám sát cái này nhá. Quay đi quay lại phát là thôi đấy, còn mỗi nước không. Lấy thêm nước vào. Đâu lên lên muôi đây. Hảo hán ngay mà vậy anh. Hải. Hả? Hảo hán ngay mà làm vậy được. Khó nói lắm. Lúc mình mà đói lên thì khó nói. Hư ơi. Bảo Hư chạy lên gọi Nga xuống mô ra kìa. Em chạy lên gọi chị Nga xuống đây. Chạy chạy lên trên kia ấy. Đây. Vậy mọi người không quen là đi sớm quá. Hả? Nhưng mà em thấy đây hai cái tim, cái tim. Hôm sau tôi mua đơm. Tim đây. Ơi, ngại lắm. Ơi. Vì tiền chưa. Sao mà. Chập phát thế mà mẹ hai mà. Hôm sau ta. Bỏng quá. Mà ngon. Phải nói em. Dê ngon quá. Mấy anh ở đây có hay ăn dê không anh? Mà đi kinh cần thôi. Bà con thì có hay ăn dê không? À, có. Dạ. Đâu đâu con nào ngã núi thì cũng được ăn đấy. Thì còn không thì toàn mang ra chợ bán lấy tiền thì là sự việc khác. Đây là anh Phúc, anh cũng muốn thử một ít canh pịa ở trong bản. Đây. Đây. Đấy. Đây mời anh Phúc đi. Cái mùi thơm nức. Đấy. Mập em ngửi thấy cái mùi không? Dạ em ngửi thấy. Thơm lắm. Nhưng mà thường thường đó là món này à, người ta nói là mình ăn những cái nhà ơi mình chắc không dám mời, sợ là người nào ăn được thì cái này miễn mời. Hơi đắng đắng đúng không? Đây ăn canh là phải uống một bát ít nước này nữa nó mới chuẩn. Thêm miếng nữa. Không ăn thì thôi mà cái giống này ăn thì cuốn lắm. Cái này mà làm dê mà không có món này thì thôi hỏng luôn nhỉ anh em nhỉ. Bùi lắm. Anh không nói gan không? Thêm không? Thử đi. Thôi em để bụng em ăn hắn có. Không ăn cái này không phải ông phải uống hết một nước nữa. Em mới uống. Thử đi. Anh em Sài Gòn ơi. Ôi. Hết chưa? làm miếng lòng nữa. Đấy, anh em ra ngoài Bắc là phải cho ăn pia. Khuyên bạn thêm bạn hai miếng nữa khét. Đấy. Tăng đô lên từ từ đi. Anh ruột lên màu đậm đậm tí đi. Mình là chính thức là đầu hàng bởi vì là thực ra là mình vẫn ăn được nhá, không phải không ăn đâu nhưng mà mình ít ăn. Sapa TV và các thành viên trong đoàn thì hôm nay là cái ngày trọ của Dũng Phin thì cũng rất là cảm ơn anh chị đã bố trí cho một cái buổi lễ một chút lễ chúng ta ăn cỗ ngày hôm trưa hôm nay thì là với cái thôn Sùng Lủ của xã Đông Trinh thì cái thôn cũng là đặc biệt khó khăn của xã thì những cái hộ gia đình khó khăn ngày hôm nay được gặp các anh trong đoàn và anh Hải Sapa TV đi chợ phiên được gặp và mời bà con trong thôn là ăn một bữa cơm. Rất là cảm ơn anh và bây giờ là cũng đã đến giờ ăn cơm thì là hiện nay thì cũng đã khá là đói rồi thì chúng ta sẽ tổ chức ăn, ai đến trước là ăn trước, còn một phần chị em đi sau là sẽ chúng ta sẽ ngồi vào ăn sau. Và bây giờ là mời các anh em chúng ta là ra đoàn luôn. Vâng. Chờ một chút, em có đôi lời muốn nói là hôm nay là
Thay mặt cho anh em YouTube ở đây thì gồm có anh Phúc, chị Thảo. Vâng ạ. Chị Thảo đang mệt nằm trên xe. Vâng. Và em Mập Food, bạn là Nga Sumo, Long Khánh của em thì đang cameraman kia. Vâng. Đấy thì nói chung là cảm ơn em Mạnh Nắng Cao Nguyên đã kết nối giữa anh em với là cả xã. Hôm nay thì anh em mình hôm qua là Mạnh đã bị anh em chê trách một chút vì là đến chỗ bà con là không có cái chỗ mái che rồi ngồi ở ngoài trời với lại là nó kia, thì hôm nay Mạnh rút kinh nghiệm là bố trí rất là chu đáo, có chỗ ngồi đàng hoàng, có mâm, có bát. Thay mặt anh em thì một lần cảm ơn chú Mạnh, cảm ơn xã. Vâng ạ. Vâng. Hôm nay thì dê thì anh em mình mua là mua 6 con thì vẫn còn dư rất là nhiều, nếu bà con nào đến sau thì ăn sau thôi. Đấy, anh em ăn sau thì hôm nay anh em cũng xin phép là sẽ di chuyển sang Cao Bằng các bạn ạ. Đấy. Và tiếp tục một cái hành trình nữa thì thôi mời tất cả các cô chú các anh các chị nhá. Vâng. Gia đình nhá. Vâng, anh em mình ngồi lên nhá. Vâng, vâng, em mời anh đi. Vâng. Dạ mọi người mình chia ra. Cho bà con bên nào đâu thì cảm ơn các anh và chúc sức khỏe các anh nhá. Dạ. Mời cả nhà nha, mời đại gia đình nè. Em mời anh. Em mời trưởng thôn à. Ở đây là rượu ngô. À. Mình giới thiệu chút, mình tên là Thạch. Anh Thạch. Và phó chủ tịch ban xã Long Trinh. Dạ. Xin được cảm ơn tất cả các anh. Rồi, tuyệt vời quá. Bây giờ mới gọi là chính thức anh em xơi món thắng cú dê. Ra đòn đi anh. Vâng. Em mời anh Thạch, em mời anh Hải, em mời anh Ba, em mời Linh. Mời nhà. Mời mọi người nhá, mình sẽ làm tí lòng đắng lên trước đây. Thanh đắng. Hôm nay nhân dịp em tất cả anh em vào trong thôn chơi thì nhà thì ngoài thịt ra thì có một chút mèn mén. Mời anh em. Đây, đây là bác cả, tí nữa đang thọ. Mời bác nhá. Bác ơi cái này sới là phải hai sơi ạ. Để em hướng dẫn anh biết ăn, anh biết ăn nha. Nếu mà mọi người không biết ăn cái này là nghẹn tùa đấy. Này, em gái làm một chút. Em cảm ơn. Cho một ít để anh làm cho mà em ăn thì rất là ngon, mà anh không biết ăn nó mới. Đúng rồi. Hướng dẫn. Anh trai có làm gì không? Dạ không ạ. À. Các anh ở trong bản nghe đến mèn mén phát được các anh không nhanh nhảnh nào. Đây, đầu tiên là chúng ta là phải cho một ít cái thịt dê vào đây như này. Đấy. Sau đó là cho cái nước canh này vào, nó trương ra. Sau đó là lấy một ít nước chấm thần thánh cho lên trên này thì nó mới có gia vị, nó mới có vị. Đấy, mọi người chưa? Để anh làm nha. Dạ, anh cảm ơn. Ăn mặn mén mà có thịt dê. Mặn da. Rồi, đúng rồi. À, nếu mà không có thịt dê này thì nói thật với anh em là hơi bị khó như rồi đấy. Nhưng ở đây là cách ăn mèn mén và theo như Hải nhé. Đấy. Mời em cảm ơn. Bác cả đi em. Đây. Em xin nước rồi. Lấy nước không à? Phải vào bản, phải ăn cái món ăn mà bà con ăn hàng ngày này. Dạ. Bây giờ cứ thử vào xíu xíu rồi vừa này ăn cái chén. À. Nhưng mà em chia sẻ cái này đó, là khi mà em chưa ra đây á thì cái quan điểm của em là ai bà con dùng gì được thì mình dùng cái đấy. Ừ. Chứ không phải là mình thấy cái món này mình cảm nhận là mình ăn khó ăn mình không ăn, mà bà con ăn được mình ăn được thôi. Dạ. Anh bác cả làm chùy trước hả? Xem là cái mèn mén này, hương vị này nào. Cảm giác biết gì không? Cái này nó giống như trứng cá luôn. Ngậy ngậy đúng không? Đâu, mập ra đòn đi. Ăn như cái nước á, có dễ ăn không? À. Có thiệt không? À, Nga Sumo đâu? Em đây. Ăn đi. Thử đi. Thôi, mời đại gia đình nha. Yeah.
nó là bắp mà. Nó là ngô thôi, yeah. Nó là ngô đồ thôi, có gì đâu. Anh Hải nói là càng càng nhai từ từ lắm, càng ngọt. Ăn cái ngô này no lâu, vì yeah. Ngô này nghiền rồi, nén nó ngon no lâu rồi. Đây em mời anh em nhé. Em cho thêm ít nước đi, cộng với lại cả muối mì. Nha. Em miếng thịt dê, miếng đậm vị của mèn mén. Đấy. Muốn các bác muốn xơi món mèn mén này ngon chuẩn là phải có khoảng 5 cân thịt dê. Còn là nếu mà anh em mà xơi cái cục này ấy là nghẹn là mệt luôn rồi. Nãy anh em mình chơi vậy bảo á. Chú vừa nay thấy chú ăn thưởng thức thử như thế là hơi nguy hiểm. Còn cái kia là gì vậy? Ốc đậu rồi. Nhà canh bịa. Em muốn thử bịa không? Thôi. À không à. Yên tâm này, phó chủ tịch sẽ bổ sung thêm rồi. Mong mềm mén thì yên tâm là có nhiều rồi. Em cứ thử cái gì. Ăn hết một bát này đảm bảo ngon. Để canh cho nó nóng rồi. Rồi, quá tuyệt vời. Cảm ơn em xem. Nên ba anh em mình chia sẻ một chén. Thôi em chưa phép em mượn cái ly em đi mời mấy anh ăn bệnh. Không ăn hợp mà để mấy anh ăn ngon rồi, mấy anh uống được. Anh có đi đi em. Nhưng mà khoái rồi đúng không anh? Khoái. Rất nhiều người lần đầu không ăn được. Nhưng mà ăn xong lại nghiện. Cái lá trong cái này là gì? Hả? Lá này là lá quả tê tê. Cái gì? Dạ. Cái đắng đắng ở trong ấy ạ. Mật. Cái mật ạ. Mật chú dây ạ. Anh Tạch có vẻ thích ăn cái không? Cái này rất là ngon. Cái ngon này. 1, 2, 3, 4. Nó thử cái này ạ. Dạ. Rất ngon. Ăn gì phải có này nó mới ngon. Chuẩn ạ. Thấy là hình như là nó thơm cố rồi nó không ngon. Này nấu là ngon nha. Mấy anh ăn là tuyệt vời. Lập này là đi giao lưu tiết mù luôn đấy. Em xin phép cảm ơn chính quyền xã cũng như là cảm ơn anh Phúc, anh Phương đâu nhỉ? Với lại là Mập Food Nga Sumo này đã làm một bữa dê gọi là ăn đúng ý nghĩa ngập mồm. Còn sau đây thì anh em mình cũng xin phép kết thúc video đây. Xin chào và xin hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video kế tiếp. Mọi người nhớ đăng ký cho Mập Food này, Nga Sumo, Nắng Cao Nguyên, Trà Phiên Tây Bắc, Long Khánh quê em và Sabat TV. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video kế tiếp nhá. Bye bye.
và ăn ở Sapa thì quá hợp lý các bạn ạ. Rất là dân dã, một cái gì đấy nó nguyên chất, nguyên thủy, hợp hợp. Các bạn lên Sapa thì không nên bỏ qua món ăn này.